xinh xinh nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy chính là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đàn sung giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sung giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sung, vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho muôn loài. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hàm. Thị hiền đàn sinh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hàm. Đàn sinh bổn sư Thích Ca Mâu Ni dance.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.